Đây rồi, VF7 tại Grand Park, đen màu xám giống như màu của VF8 tôi. Wow. Nhìn đuôi rất là đẹp. À, nhìn đuôi rất đẹp đúng không? Đấy. Nhìn đuôi rất là đẹp. Mâm đẹp, lốp Goodyear, không biết là lốp tại sao mà 6 thì nó lại là ấy, 6 thì lốp Bridgestone nhưng mà 7 thì lại chuyển sang Goodyear, không biết là cái lốp này có phải là ấy không. 245 45 20 này. Wow, được. Tay nắm cửa thì giống của VF9. Đấy. Tông xám này với cả đen cũng được, trông cũng được. Đấy. Đầu xe nó tương đối tròn nhé. Yeah, tương đối tròn này. Xe tròn luôn, mở ra đấy. Tròn luôn. Thiết kế khí động học ngon phết. Đấy. Nó có mỗi một cái lăn tăn. Đó là cái đèn này. Cái đèn này VinFast làm đúng một bi. Và một bi thì rất khó độ để có đủ ánh sáng. Con 8 thì nó là hai bi cho nên độ một pha một cốt. Và cuối cùng là khi bật pha lên thì cả pha và cốt đều sáng lên thì nó rất là đẹp. Đấy. Con này ADAS kính cam thiên gương kia rồi. Đây rồi. US Blurred After Sale Vehicle USA Market. Xe này là xe dành cho USA Market nhưng mà có vẻ thì nói chung là mấy màu của ấy này đều đẹp cả. Cái con 7 này pha mấy màu đều đẹp quá. Mình đợt này mình sẽ lấy đen. Mình đã chọn đen, đen mình thủy, mình đen đẹp. Nói gì thì nói thì con 8 hiện nay nó vẫn là 2 tấn 6. Mà 2 tấn 6 thì một cái xe nặng. Thì kể cả như em chạy len thế thôi. Chạy len thì nó không thể lanh được. Nếu mà chạy phố thì em không thể nào mà có thể cơ động mà thích thú bằng một chạy một con hạng A thôi chẳng hạn. Kể cả em chạy cao tốc mà cái xe nhỏ em chạy vẫn thích hơn. Đúng rồi. Mà nhỏ mà lại mẹ mạnh điên rồ, mẹ 350 mã. Thế thì mình nói rằng là cái quan trọng là cái xe nó phải lanh. Rồi. Mình thích cái đó đó. Và hai nữa là gì? Trải nghiệm một cái xe trẻ trung cái mình bây giờ 50 nhưng mà chẳng nhẽ cứ phải ấy à. Đúng không? Nhưng mà đợt này khả năng cao anh sẽ lấy đen. Em thích màu đen. Đen nó sẽ đẹp. Đen nó full black. Nó sẽ đúng kiểu full black là màu xanh thì phải dán nóc đen. Nhưng mà được. Dù sao thì nhưng cái con này thực ra là con này dễ độ nhá. Con này cực dễ độ. Con này luôn. Dễ độ nên đẹp. Luôn à? Yeah. 1 2 3 4. À, cái này là gọi là chạy theo kiểu drag đây. Xe nào đi từ đây đến đoạn kia hiện nay là 110. 110 km/h. Phanh ngon không? Phanh nó có dịu hơn 8 không? Có lẽ là vì nó nhẹ hơn con 8 mới đâm ra là nó cảm giác nó. Sao đâu? Yên tâm. Nó nhẹ, cái xe này nó nhẹ, đâm ra là phanh nó cũng sẽ có cái cảm giác nó không bị kiểu cứng như kiểu con 8 ấy, con 8 phanh có cảm giác nó cứng, con này nó rất là mút. Nếu mà nói về từ phanh thì phải dùng cái từ nó mút. Nó có êm không? Cái cảm giác phanh có êm không? Thật ra nếu mà để mà nói mà êm như một chiếc xe xăng loại tốt ấy thì chưa được là êm như thế. Thế nhưng mà chính vì cái trọng lượng của xe nhẹ, thực ra em thích cái xe này chỉ vì mỗi cái là nó nhẹ và nó mạnh thôi. Nhưng mà êm nhỉ? Ừ, thật êm lắm. Con này rất êm luôn. Con 8 rất nhiều. Mỗi một... Tất nhiên là đi ở trong cái đường này thì mọi người bảo là đi đường này thì kiểu gì cũng êm thôi. Nhưng mà mình là người mà mẹ chạy con... Từ con này 34 đổ lên rồi. Mình đi cái đường nào, mặt đường như thế nào và cái xe như thế nào thì mình biết. Nên là thực khẳng định là con này êm. Mặc dù là cũng vành 20. Có vẻ như là VinFast càng làm xe thì đời sau càng ngon hơn đời trước.
Xin chào các bạn. Bây giờ sau khi mà xem cái xe ở ngoài bãi kia rồi thì đến lượt tôi lái thử, và bây giờ tôi rất hồi hộp. Vừa nãy ngồi ở đằng sau của xe của Tùng Anh Trắng Auto, bây giờ tôi được lên cầm lái. Và bây giờ thì let's go. Ok. Có mấy cảm giác đầu tiên đó chính là quen cái VF8 của mình là ấn tặc 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 tặc. Đây thì cái phím số của VF7 nó nằm ở phía dưới cái màn hình. Phía dưới màn hình bạn ấn vào D, đây rồi, ok. Xong, sẵn sàng. Đầu tiên thì tôi sẽ chạy theo chế độ Eco trước, theo cái kiểu mà tôi hay chạy, và để xem nó như nào. Let's go. Đầu tiên à, cái hay rồi à. Sau tôi sẽ sang normal xem thế nào. Vô lăng thì giống vô lăng của VF6, nhỏ nhắn, đánh lái rất là thích. Và đặc biệt chiếc xe VF7 này nó không có độ ù và ồn như chiếc VF8 của tôi. Có một cái điều mà khi mà tôi soi cái gầm của chiếc xe VF7 này thì tôi thấy rằng cái gầm này nó, cái hệ thống treo nó đã nhỏ hơn trên chiếc VF8 của tôi khá là nhiều. Mặc dù phần mặt cơ cấu nó vẫn giống như thế, thì đồng nghĩa việc mà với một cái hệ thống treo nó nhỏ nhắn hơn thì cái độ linh hoạt trong hệ thống treo nó sẽ tốt hơn. Và khi đấy, khi mà lái thử này thì tôi thì cảm nhận ngay được cái điều đó. Ở hệ thống treo của VF7 hoàn toàn không cứng, không quá cứng. Và sau một số những cái khúc cua thì tôi sẽ vào đây để chuẩn bị một cái cảm giác là tăng tốc, để xem cái tăng tốc của VF7 nó có bằng VF8 không nhá. Còi rất nhẹ, dễ bấm hơn còi VF8. Ok. Nào, let's go. Dựng đầu luôn. Con này nó có một cái hay này các bạn này. Khi mà tôi đã đạp về hơn 120 trong giai đoạn này, nhưng mà hệ thống kiểm soát vẫn còn rất là chuẩn, hoạt động rất là chuẩn. Nói chung là VF7 là một chiếc xe khá là hoàn thiện. Nếu các bạn quyết định mua chiếc VF7 thì thứ mà tôi lăn tăn nhiều nhất ở trên chiếc xe này đó là gì? Đó là hệ thống đèn trước, bởi vì nó có một bi thôi, nó không biết nó đã có đủ cường độ sáng chưa. Và cái gì nữa? Đó là cái trần kính. Tôi rất thích một chiếc xe có cửa sổ trời, nhưng với VF7 thì nó chỉ có một cái cửa sổ trời panoramic hoặc là trần thép như thế này, trần mui kính cứng như này. Thì đó cũng là một cái thứ mà tôi, cả hai cái tôi đều không thích. Tôi thích một cái cửa sổ trời hơn, bởi vì nó có thể hoàn toàn các bạn chủ động việc đóng mở. Và với một cái trần kính kia thì hiện nay với điều kiện thời tiết ở Việt Nam thì nó hơi bất tiện quá. Tuy nhiên thì độ hài lòng về chiếc VF7 tôi có thể nói là khoảng 90%. Tôi sẽ về xin ý kiến của bà xã, biết đâu bà xã đồng ý cho tôi đổi từ VF8 sang VF7. Bởi vì VF7 là một chiếc xe khá phù hợp với cái địa hình của khu nhà tôi đang ở. Nhà tôi đang ở là trong một cái ngõ nhỏ, và chiếc VF8 nó vẫn hơi quá cho với một cái này. Hy vọng là tôi sẽ được bà xã đồng ý, và tôi sẽ nhận chiếc VF7 màu đen đúng bằng thủy của tôi vào trước Tết âm lịch. Lúc khi đó thì tôi sẽ review các bạn chi tiết hơn. Hài lòng.
Một chiếc VF7 màu đen đúng mạng thủy của tôi đang chờ đón. Perfect. Tôi vừa chạy thử và xuống, và trong cái lúc mà chạy thử thì có những cái câu chuyện mà tôi vẫn chưa nói được. Đó là câu chuyện gì? Đầu tiên thì các bạn có thể tìm thấy là hệ thống phanh. Hệ thống phanh của VF7 thú vị hơn VF8 khá là nhiều. Tôi nghĩ rằng là nó êm hơn, nó êm ái hơn và nó ăn hơn, gọi là. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng hệ thống phanh này nó được tác động phần lớn bởi vì cái trọng lượng xe. Với trọng lượng xe khoảng dưới 2 tấn như VF7 thì nó tương tự như một chiếc xe xăng rồi. Và cái với một cái lực hãm nó không cần quá nhiều như VF8 thì rõ ràng nó dễ làm hơn nhiều, dễ xử lý hơn nhiều. Cái điều thứ hai nữa mà tôi muốn nói đó chính là cái cách thiết kế cái tablo, mặt tablo của chiếc VF7 nó phẳng, khiến cho cái tầm nhìn của các bạn rất là dễ chịu và nó không bị thay đổi những cái trạng thái nhìn của mắt. Và khi căn ấy, các bạn rất là dễ căn, nhìn xa ra các bạn rất là dễ căn. Và tôi nghĩ rằng VF7 là một trong những chiếc xe mà đáng cân nhắc ở trong Facebook ạ. Xe đấy, nó thú vị trong lái, nó êm ái ở trong hệ thống treo, nó không bị ù và ồn trong khoang lái. Ghế êm, chỉ duy nhất là có những cái thứ mà tôi vẫn nói là cái ghế của VF7, cái vị trí ngồi nó hơi sâu xuống một chút. Ai thích cái ngồi cao ráo thì họ sẽ cảm thấy nó hơi thấp. Tuy nhiên với những người thích lái như tôi thì tôi lại thích cái vị trí ngồi thấp. Bởi vì làm sao? Khi cái vị trí ngồi thấp ấy, nó cho các bạn một cái cảm giác bạn đang lái một chiếc sedan nhiều hơn. Và khi đấy các bạn có thể cua gắt hoặc là đi nhanh, các bạn thấy yên tâm hơn và thích thú hơn. Rõ ràng bởi vì mình ngồi thấp thì cái trọng lượng của xe, cái trọng tâm của xe nó sẽ thấp xuống. Đấy, cho nên nói chung là tôi đánh giá chiếc VF7 khá là cao, kể cả về thiết kế, kể cả về vận hành và kể cả về hệ thống treo. Đấy. Đây tôi phải xuống tôi nhặt một cái vít vứt vào trong cái thùng rác này. Nhìn ngang xe các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp đúng không? Chạy đẹp.